Thưa quý vị, thưa các bạn, dự báo trong thời gian tới, nhu cầu điện cung cấp cho sản xuất công nghiệp tại các tỉnh phía Bắc tiếp tục tăng mạnh do hàng loạt tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục đầu tư vào khu vực này. Để cung cấp điện an toàn ổn định cho phát triển công nghiệp, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã lên nhiều phương án kế hoạch tổng thể trong thời gian tới. Trong 8 tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng thành phần công nghiệp xây dựng của EVN-NPC vẫn tăng trưởng ổn định với tỷ lệ gần 61%, tăng hơn 11,8% so với cùng kỳ năm 2020. 8 tháng đầu năm 2021, tổng công ty đã khởi công được 56 dự án, đóng điện 44 dự án. Trong những tháng cuối năm 2021, toàn tổng công ty tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo sản xuất, cung ứng điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt tại các khu cụm công nghiệp và sinh hoạt của người dân trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc. Bắc Ninh hiện là một trong ba tỉnh có số lượng khu công nghiệp lớn của khu vực phía Bắc với 15 khu công nghiệp tập trung, một khu công nghệ thông tin và hơn 30 cụm công nghiệp. Sản lượng điện thương phẩm của PC Bắc Ninh trong năm 2020 đứng thứ ba toàn quốc với tổng sản lượng 7,5 tỷ kWh, trong đó thành phần công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng hơn 81,3%. Chúng tôi cũng đã xây dựng các phương án cấp điện linh hoạt cho các phụ tải trong khu công nghiệp để đảm bảo không việc không gián đoạn những cái việc cái thời gian cung cấp điện để đảm bảo cho khách hàng có thể sản xuất. Chúng tôi cũng tiếp tục bám sát những cái quy hoạch đã được phê duyệt để có những cái phương án dự phòng và bám sát những cái tiến độ, những cái kế hoạch thu hút đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh để có sắp xếp những dự án. Trong thời gian qua, PC Bắc Ninh cũng đã bám sát quy hoạch phát triển điện lực và nắm bắt chương trình thu hút đầu tư của tỉnh để sắp xếp các dự án điện, ưu tiên đầu tư, đặc biệt là cấp điện cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Trong năm 2021, PC Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công các máy biến áp T4, trạm biến áp 110 kV Quế Võ, Yên Phong 4, nâng cao khả năng truyền tải của các đường dây 110 kV. Sắp tới sẽ đóng điện các trạm 110 kV Đại Kim, Tân Chi, Tiên Du để tăng cường cấp điện ổn định cho các khu công nghiệp. Về điện, về năng lượng thì thực ra là tôi thấy điện lực ở Bắc Ninh, điện lực Tiên Du là làm rất là tốt. Lưới điện là ổn định, thời gian bật cắt điện là rất là rõ ràng và có cái kênh liên lạc rất là trực tiếp, kịp thời đối với các chủ doanh nghiệp. Giai đoạn 2010-2020, tốc độ tăng trưởng bình quân điện thương phẩm lĩnh vực công nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đạt mức gần 20%, là một trong những tỉnh gia tăng nhanh nhất toàn quốc. Theo Sở Công Thương Bắc Giang, sản lượng điện tiêu thụ tại các khu công nghiệp liên tục tăng ở mức hai con số, năm 2019 khoảng 63% và năm 2020 là 44%. Hiện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đang triển khai xây dựng và dự kiến máy biến áp đầu tiên sẽ vận hành vào năm 2022. Khu công nghiệp Quang Châu được bổ sung quẹt trạm biến áp 110 kV Quang Châu 2, công suất 3 máy 63 MVA. Theo kế hoạch, máy biến áp T1 sẽ đưa vào vận hành trong năm nay. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng thực hiện một số những cái giải pháp chính để đảm bảo cấp điện an toàn ổn định cho các doanh nghiệp, như là phối hợp chặt chẽ với ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các công ty quản lý kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp để chúng tôi nắm bắt được kịp thời cái nhu cầu sử dụng điện của các khách hàng, và từ đó thì có đề xuất với cấp trên để đầu tư các cái trạm 110 kV. Dự báo trong thời gian tới, nhu cầu điện cung cấp cho sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng mạnh, hàng loạt tập đoàn, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư vào tỉnh. Hiện nay, PC Bắc Giang tiếp tục xúc tiến xây dựng mới trạm 500 kV, công suất 900 MVA tại huyện Lục Nam, đồng thời xây dựng 6 trạm biến áp và 134 km đường dây 220 kV, phấn đấu đạt mục tiêu mỗi khu công nghiệp có ít nhất 2 trạm biến áp 110 kV. Ngoài ra, Sở Công Thương cũng đề xuất bổ sung xây dựng các nhà máy điện năng lượng mặt trời, điện từ xử lý rác, điện gió, điện áp mái ở các khu, cụm công nghiệp tại các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa và thành phố Bắc Giang. Sau khi khu công nghiệp Quang Châu đã nâng cấp một cái trạm biến áp, đến bây giờ thì tình trạng mất điện đã giảm hẳn và chất lượng điện năng cũng tương đối tốt. Mọi yêu cầu, mọi kiến nghị của khách hàng đều được đáp ứng một cách nhanh nhất, kể cả đêm hôm đều có người trực hết. Chúng tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của Công ty Điện lực Bắc Giang đã cung cấp cho công ty có nguồn điện ổn định, đặc biệt là đối với việc phục hồi sản xuất sau dịch bệnh COVID, thì đây cũng là một sự hỗ trợ rất lớn và quan trọng đối với doanh nghiệp như chúng tôi. Và chúng tôi hy vọng rằng các cơ quan quản lý có thể tiếp tục hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp chúng tôi.
Trong thời gian tới, EVN-NPC sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết để giúp các doanh nghiệp tiếp cận điện năng nhanh nhất, khẩn trương đầu tư và đi vào sản xuất, kinh doanh ổn định. Với các giải pháp đó, việc khắc phục những hạn chế trong hạ tầng hệ thống điện sẽ sớm được khắc phục, hoạt động cung cấp điện cho sản xuất công nghiệp ngày một tốt hơn, góp phần tích cực tiếp tục đưa các tỉnh phía Bắc trở thành điểm sáng, thu hút các nhà đầu tư.